Kính bạch quý thầy, kính thưa toàn thể quý đệ tử, và để mở đầu chương trình biểu diễn nghệ thuật trong đêm nay, sau đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng hướng lên sân khấu đến với bài hát múa Tám Tháng Đức Phật A Di Đà với sự thể hiện của câu lạc bộ nghệ thuật thôn Trung Đầm, thôn Sở Tài biểu diễn. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đồng một tràng vỗ tay thật rộn rã để chào đón. Vậy người ơi,
Để chào mừng và xin được trân trọng cảm ơn tiết mục đầu tiên trong đêm nay, bài hát Múa Tám Tháng Đức Phật A Di Đà với sự thể hiện của câu lạc bộ nghệ thuật thôn Trung Đàm biểu diễn, và một tràng vỗ tay nữa thật rộng rãi để trân trọng cảm ơn.